nếu mà đánh giá cái con Redmi VK10 này chỉ dựa vào thông số và cái cấu hình của hãng ấy, thì bất cứ một ông reviewer là cũng đánh giá được. Và người tiêu dùng nếu mà xem nhiều quá cái đánh giá này thì sẽ bị hấp dẫn bởi những cái thông số này. Và thực sự là chất lượng của nó có được như thế hay không ấy, thì mình sẽ không thể rõ được, đúng không? Thì đây là một trong những con nó gọi là vũ trụ công nghệ rồi, Redmi. Thứ nhất là cái lực hút nó lên đến 4000 PA, đúng không? Thứ hai là nó sẽ có một cái dung lượng pin siêu khủng, chưa có con nào có dung lượng pin khủng như thế, 6400 mAh. Và thứ ba là nó có cái công nghệ tự lập giải lao, một trong những công nghệ gọi là tối tân và đỉnh cao nhất của tất cả các con robot bây giờ. Nhưng hôm nay chú cháu mình sẽ cho tất cả khán giả một cái đánh giá bằng một cái góc nhìn rất là khác, đấy là đánh giá thực tế. Tức là mình sẽ phải dựa vào cái kiến thức thật, dựa vào cái hiểu biết thật sự của mình. Mình đã trải qua rất nhiều các loại con robot rồi, để mình đưa được ra cái thực sự là cái giá trị của nó. Nó có tương xứng với số tiền bỏ ra hay không, đúng không? Chính xác. Và nữa thì cái cấu hình của nó như thế, nó có thật sự là nó có cái giá trị gì không? Bởi vì là nếu mà mình xem tất cả những cấu hình này thì nó đang lấn lướt tất cả những cái lựa chọn khác. Nếu như này thì chú là một người tiêu dùng bình thường, chắc chắn chú sẽ chọn này, đúng không? Ok, thì bây giờ cái đánh giá này thì mình sẽ chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất thì mình cũng vẫn phải nói về những điểm mạnh, cái điểm mạnh, đúng không? Cái điểm mạnh. Và phần thứ hai mình nghĩ chắc chắn sẽ là cái phần quan trọng nhất, đó là những cái điểm yếu và những cái nhược điểm, và có cái hạn chế gì khi mà mình sử dụng cái con máy có cái tính năng tự lập giải lao này. Vâng. Đấy. Thì bây giờ bắt đầu nhé. Cho cháu sẽ nói về những điểm mạnh của con này trước. Cái chắn tất nhiên đầu tiên là giá nhỉ. Vâng. Giá thì đối với một vũ trụ công nghệ như này mà chỉ với mức giá mấy 5 triệu đồng, bạn đã bỏ có được rất nhiều thứ tích hợp bên trong một con máy. Ngoài việc là đầu tiên là đúng rồi, thì cái giá 15 triệu bây giờ chú hỏi cháu luôn nhé. Vâng. Trong giá 15 triệu đấy mình có thể mua được con nào không? Có tính năng tự giật giải lao không? 15 triệu mà tự giật giải lao tại thời điểm hiện đại bây giờ? Gần như là không có. Gần như không thể, đúng không? Vâng. Hoặc cũng có nhưng sẽ là con gì? Con nội địa. Ví dụ như là con T10 Turbo chẳng hạn. Con T10 Turbo nhưng bản nội địa. Vâng. Nếu mà dùng bản nội địa như thế thì cũng không ổn. Tại vì là mình đã bỏ một số tiền rất là nhiều ra rồi. Cho nên là nói đến đúng ra thì cái giá 15 triệu này nó gọi là vua. Vâng. Vua trong phân khúc luôn đấy. Đúng rồi, vua trong phân khúc, không có cái máy nào hơn được. Nhưng mà thật sự là nếu như thế thì ai khi mà mua máy thì ai cũng chọn máy này, đúng không? Thì thì mình sẽ xem tiếp đến các điểm mạnh khác của nó. Đầu tiên là về giá quan đấy, thì là nó có một cái cấu hình khác, sẽ xem qua một số cái cấu hình khác. Ví dụ như lực hút đi, xem lực hút thế nào nhỉ? Lực hút của con này là 4000 pascal. 4000 pascal, và so với này những này, cái con robot bụi trong cùng phân khúc, không cùng phân khúc đi. Đấy, ở thời điểm hiện tại này thì có con nào tầm này không? 4000 pascal tầm 4, này. 4000 pascal thì không có, đúng không? Không có. Phải đến tầm con Bimodin Omni kia là 5000 pascal, đúng không? Hoặc là con phân khúc cao cấp của thương hiệu của Xiaomi này, là con Roborock S7 Max V Ultra thì mới may ra mới có lực hút của con đấy là 5100 pascal. Kinh khủng. 4.000 là kinh khủng rồi, tại vì đây bình thường ví dụ như như con của EcoVac này, như con đời đầu của EcoVac là con có 1/50 hay là gọi là con T5 bản nội địa này, lực hút của nó chỉ có 1500 pascal thôi. Vâng. Nhưng mà thực ra là nếu mà xét về cái lực hút này nhá, nó không phải là thế mạnh khi mà mình chọn con robot bụi, nó cũng không khác gì. Ví dụ như đơn giản như cháu mua một cái xe hơi đi. Vâng. Thì cái động cơ, tức là cái thông số động cơ nó cũng không phải là cái mà mình lựa chọn. Thì chú đã có một cái video phân tích riêng về cái lực hút này rồi. Vâng. Thì chúng sẽ để link. Vâng. Chúng sẽ để link ở đây để cho khán giả tự xem là thật sự là cái lực hút nó có phải là cái căn cứ để khi mình chọn một con robot hay không. Trong khi đấy đây con này nó chỉ lực hút 1500 pascal thôi. Mà chất lượng làm sạch nó hơn cái này rất là tốt rồi. Đặt thế vẫn thế nó mới lạ chứ. Thì cái câu chuyện đấy mình sẽ nhắc xong. Mình bây giờ mình sẽ xem các thông số khác đi. Thông số tiếp theo là pin nhỉ? Pin 6400 mAh. 6400 mAh thì sẽ không. Hiện tại có con nào đến tầm này? 6400
Không có, gần như là không có. Zoomy mới có dung lượng pin là 5200 mAh thôi. Cho nên là 400 có thể là một trong những con robot mà có dung lượng pin lớn nhất, gần như là quá khủng luôn rồi, khủng khiếp và lớn nhất trong thời điểm hiện tại luôn. Rồi thì đến cái tính năng gọi là nổi trội nhất con này đi. Vâng, là tính năng tự giật khăn đó. Tự giật khăn thì bản này nó đã có cái tính năng là tự làm khô khăn system bằng khí nóng. Vâng, đây. Thì nói chung là đây cũng đúng là điểm mạnh của nó thật. Nhưng công nghệ thì rất là tối tân rồi, không gì phải nói rồi. Đấy, nhìn nói về cái người nó sẽ quay lại cái đốc sạc trong một khoảng thời gian, và những cái pad này nó sẽ làm khô bởi cái khí nóng được sinh ra. Ừ, nói chung là về cái vấn đề làm khô khăn để chống vi khuẩn thì nó có vẻ là quảng cáo giới thiệu làm rất tốt. New bản đồ 3 tầng. Thực ra thì bây giờ tất cả những con không cần phải đến tầm 15 triệu mà tầm 10 triệu nó cũng có tính năng lưu hay là đồ tầng rồi. Nó giới thiệu cái công nghệ làm sạch góc này. Đấy. Thực ra là cái này nó khá là giống hình chữ D. Vâng. Đúng không? Đấy, nó chính chữ trong đây. Nó giống hình tròn cải tiến hơn là hình chữ D. Thì tất nhiên rồi. Vâng. Ở những con hình chữ D khác ấy, ví dụ như con máy của Samsung, mình lấy con máy của Samsung cho quý khán giả xem. Thì đây nó mới là thuần chữ D thật. Để rất là nhiều người nhầm tưởng nhé. Cái này thì nó sẽ có cái công nghệ làm sạch cạnh cái chữ D này, nó tiến sát vào phía trên này. Mà cái phần bẩn nhất của không gian sống của nhà mình ấy chính là phần cạnh tường. Vâng. Cái phần này nó vẫn nằm, cái phần hút này nó vẫn nằm sâu ở phần cái phần giữa máy. Cho nên là con này sẽ có ngay một cái hạn chế mình sẽ nhìn thấy này. Cái phần mép tường sẽ không làm sạch sâu được. Vâng. Đấy, nó sẽ khác với con hình chữ D ở những trên con này. Hơn nữa là như con đời mới của iRobot, nó có cái con S9 hoặc là S9 Plus, nó có cái công nghệ là Perfect S, tức là làm sạch hoàn hảo ở phía cạnh. Thì nó tạo ra một cái áp suất chân không tuyệt đối. Đúng rồi, bằng cái việc là hướng cái hướng gió, hướng khí đến đây. Đó, như con này bây giờ mình nhìn cái cấu trúc của nó này, ngay mình sẽ thấy được cái hạn chế của nó. Tức là cái phần có một cái khoảng hở là khoảng 2.5 cm là không thể làm sạch được. Vâng. Vì khí nó áp suất khí nó có ở đây đâu. Vâng. Đấy. Thì thôi giờ mình sẽ xem tiếp những cái điểm mạnh khác nhé. Này còn có cả nhận diện sàn thảm này. Vâng, đúng rồi. Nhận diện thông minh luôn đấy. Intelligent. Tức là nó sẽ tăng lực hút lên và khi mà lau nó sẽ tránh thảm nhé. Thì đúng là cái tính năng này chỉ có ở trên con tất cả những cái dòng robot ở phân khúc cao cấp mới có. Chắc chắn luôn, con thường không bao giờ có. Đã. Thì tiếp đi, giới thiệu cho khán giả mà mọi người xem những cái công nghệ khác của nó. Nó có 3 hệ thống làm sạch, một là chỉ hút, hai là chỉ lau, ba là làm sạch kết hợp là vừa hút vừa lau. Chỉ hút chỉ lau nhưng mà nó sẽ phải thủ công, tức là nếu mà mình muốn chỉ hút thì mình sẽ phải tháo cái tấm lau ra. Thế này nó chỉ đưa ra thế này thì người tiêu dùng cũng dễ hiểu lầm, đúng không? Dễ hiểu lầm. Đấy. Okay, thì thực ra thì cái này đã được quá nhiều các reviewer đánh giá rồi. Cái việc mà mình nói ở đây là mình chỉ có tổng kết lại những cái điểm mạnh của nó. Đấy. Thì những cái tính năng bản đồ thì thực ra là một con 3-4 triệu nó cũng đầy đủ hết rồi. Không có hết à? Thực ra là mình cũng không nên bị phân tán quá nhiều vào những cái thông tin này. Bởi vì bản thân một con robot bụi ấy, cái việc chính của nó vẫn là hút bụi. Và nếu mà tính năng lau nhà có sạch hay không thì mình sẽ phải quan tâm. Thì ok, thì nói chung kết luận lại, cái thông số kỹ thuật này và cái cấu hình này thì nó thật sự là lấn lướt tất cả các loại khác. Đây, ví dụ như cái dung tích chứa của cái két nước này là 4 lít. Tương đương với con X1 Omni. Đúng rồi, và là những dòng cao cấp thì mới có được những cái thông số như này. Kinh khủng. Quá khủng khiếp. Với giá chỉ 15 triệu đồng. Đúng rồi, ok. Bây giờ mình đến phần quan trọng mà mọi người đang quan tâm và mong chờ nhiều hơn. Đấy là phần đánh giá những cái hiệu năng thực tế của con này. Và nói đúng hơn thì nó sẽ là những cái điểm yếu của con này. Và nó có những cái hạn chế gì. Mình sẽ đánh giá nhỉ. Đầu tiên thì thôi cháu đánh giá luôn cái chổi này của nó đi. Đây là cái chổi cạnh của khách vừa mang đến nhưng lên đã rơi bất đây đồng. Nhờ anh cameraman quay sát vào. Thế này thì nhận xét của
của cháu là gì? Nó... cái build của nó như nào? Quá là ọp ẹp và thôi chết thôi, exact thôi. Hơi tệ. Không phải phải gọi là rất là tệ. Nếu mà... cái tiếp điểm này nó gần như là không được kết nối với cái gì cả, một chắc một chính tí xác. Keo như kiểu làm cho có ấy. Mà đây là hàng trên máy nếu... chứ còn chứ không phải nếu là... nó là một cái sản phẩm 500.000 thì chú sẽ không nói gì, nhưng mà đây là sản phẩm 15 triệu với cái hoàn thiện này thì thật sự là quá siêu tệ quá là tệ, siêu tệ. Đây là hơn nữa thì cái chổi cạnh này để làm gì thì mình cũng chưa tính toán ra. Cái này chỉ hỏi mấy ông kỹ sư của Demi. À, một cái thương hiệu rất là non trẻ. Năm 2019 nó mới thành lập nhé. Thì đến 2021 nó mới ra con cái cấp 10 này. Mà ra cái thì đã làm sốt thị trường luôn. Nó làm mưa làm gió mà nó có thể... nó gọi là ông vua tính năng rồi. Bởi vì là tất cả các Xiaomi nó gần như nó dồn tất cả những cái gì gọi là tính năng nó còn vào cái sản phẩm Demi này. Hơn những cái sản phẩm của... con của cháu biết vì sao nó cao hơn, vì sao Xiaomi nó không tập trung vào Micha, tức là cái dòng Micha là cái dòng giá rẻ đầu tiên của Xiaomi, hoặc là Xiaoqua, mà nó lại thay được vào đấy, nó lại tập trung vào Demi. Bởi vì là nó đã bị thất bại. À. Tức là tất cả những con Micha sau một thời gian trải nghiệm người dùng thì thứ nhất nhé, bây giờ tất cả các bạn nào mà đang dùng con Mope đó, đang dùng con Mope hoặc con 1C hoặc tóm lại tất cả những con giá rẻ của Micha hoặc là có đấy thì đều có một đặc điểm chung là thứ nhất ấy, chưa đầy một năm pin sẽ chết, đúng không? Thì sao? Rất nhiều khách bây giờ nó không có pin để thay mà thay cái pin gốc của nó vẫn chết, còn thay pin nô vào thì nó không ra cái gì rồi. Mà thứ hai là cái hoàn thiện của nó rất là thấp, tức là chỉ trong chưa đầy một năm thôi là nó đã xuống cấp rồi đấy, kinh khủng luôn. Thì Xiaomi nó rất là nhanh, nó nhận được ra cái điều đấy cho nên là nó vá lỗi bằng cách là tập trung vào, đúng không? Tập trung vào, chứ không phải là nó đẻ ra nhiều thương hiệu thế đẻ gì đâu. Nó tập trung vào Demi, nó đầu tư rất là nhiều cho Demi. Đấy cho nên là chỉ trong thời gian rất là ngắn, từ 2021 ra đời con này đến bây giờ thì nó đã ra được thêm 3 dòng sản phẩm nữa rồi. Tức là có VK10 này, và tiếp nữa thì trước đấy thì sẽ có là Z10 Pro này, D9 này, nó chuyên gia về đẻ, nó đẻ ra một đống các loại con. Chuẩn bị có thêm cả D10. Nó sẽ có con đây này, nó có con sẽ có con VK10 Pro. Vâng. Thì con VK10 Pro thì nó sẽ thêm cái cụ camera AI vào. À. Dạ. Đấy. Còn thực ra nó có tránh như nào hay không thì các bạn nên hiểu như này nhé. Con robot bụi ấy, cái những cái tính năng thêm đấy là những tính năng trải nghiệm thôi, tức là nó sẽ không làm tăng chất lượng của con robot bụi đâu, nó chỉ là tăng cái trải nghiệm người dùng thôi. Có nghĩa là cái camera cái giá trị của nó rất là thấp, nên là chú hay gặp vấn đề là nhiều người mua robot bụi quan tâm đến là cái camera thì bây giờ một con rẻ tiền cũng có, ví dụ như mấy cái con đời thấp hơn nó cũng có, như con này con đời trước của Xiaomi thì có con Roborock. Đây con Roborock thì chú để đâu nhỉ? Mà nói chung là camera thì nó không phải là một vấn đề quan trọng khi mà mình mua con robot bụi. Nhưng mà rất nhiều người đi mua robot chỉ quan tâm đến camera nó có nét không? Hay là nó có camera hay không? Đấy, chính xác là như thế. Đang bỏ một số tiền rất lớn để mua những sản phẩm đính kèm. Thì quay trở lại vấn đề chính. Vâng. Cái giá trị nhất của con robot chính là cái khả năng làm sạch. Đấy thì bây giờ mình nói tiếp về cái khả năng làm sạch nhé. Cái hạn chế của nó này. Thứ nhất là cái hệ thống cuộn hút này. Cháu tháo ra. Mình có cái cuộn hút của con đàn anh của nó. Đây là con Roborock. Vâng. Rất là nhiều người không rõ nhé. Thấy cái con Roborock này giá cũng 14 triệu. Thậm chí có cái đợt đời đầu nó ra nó 699 đô mà. Thì nó cũng bán với cái giá là khoảng 15 triệu. Và thường là sẽ hay bị so sánh con này với con này. Tức là một con phân khúc nó được sinh ra là đúng rồi, cao, nó ở phân khúc cao so với dòng Realme này, phân khúc giá rẻ. Thế rồi. Thì vấn đề ở đây là người tiêu dùng sẽ bị nhầm lẫn giữa phân khúc chất lượng và phân khúc giá, tức là mang cái giá đấy để đi so sánh với tất cả những con có cùng tầm giá, thế là sai hoàn toàn luôn. Marketing bởi vì đây là vẫn là của Xiaomi, vâng, vẫn là sở hữu của Xiaomi, nhưng đây là thương hiệu Roborock, giá nó là 14 triệu nhưng mà nó lại không có nhiều tính năng như này. Đấy, thế thì bây giờ mình sẽ xem đến cái gì mà
làm cho cái giá này nó lại cao đến như vậy, cũng là 15 triệu đi, đúng không? Thì đây chính là cái sự khác biệt. Đây cái cuộn chổi này, cái build của nó này, cháu đánh giá cái chất liệu này nó là gì? Đây nhựa. Nó... đây chắc chắn là chất liệu cao su nhân tạo hoặc là cao su tự nhiên, nhưng chất liệu của nó nếu mà mình chỉ cần sờ vào mình biết là cao su thôi. Thế thì nó... rất là nhiều người sẽ nhầm tưởng là như này nhé. Đây nó cứ như kiểu là nhựa pha với cả nó cứ... silicon chính xác. Chính xác thế. Nó khá là cứng và đúng rồi, có nghĩa là cái độ đàn hồi các tính nó hoàn thiện của nó sẽ thấp, siêu thấp luôn. Thì có một cái người tiêu dùng chắc chắn ai cũng nhầm lẫn, tức là cho rằng là cứ lấy cái lực hút để chọn con robot bụi, nhưng trên thực tế nhé, nó giống y chang như cái quá trình làm sạch của con robot ấy. Nó giống như cái quá trình mà để mình ăn uống, tức là mình ăn uống thì nó sẽ diễn ra một cái quá trình gọi là bắt đầu từ cái giai đoạn gọi là mình phải có một cái đũa này, có một cái thìa này và mình cho vào miệng của mình này và phải nhai nữa, thì đến cái quá trình tiêu hóa, có nghĩa là tiêu hóa nó sẽ chỉ là cái giai đoạn sau thôi, thì tiêu hóa nó giống như lực hút này. Thế có nghĩa là như thế nào? Cái chổi ấy, nó sẽ đóng vai trò như đôi đũa. Đúng rồi, chính xác. Nó sẽ phải đưa bụi từ ngoài đưa vào. Bởi vì con robot nó có tay có chân đâu. Thì những cái chỗ bẩn nhất của không gian nhà mình ấy là chỗ gì? Cạnh, góc. Đấy, thì phải sẽ phải có cái chổi cạnh này. Vâng. Con này nó sẽ không chú trọng cho cái chổi cạnh này. Cái chổi chính nó cũng thế. Đây, cái chổi chính nó không chú trọng. Thì cái lực hút ở bên trong đấy nó chỉ giải quyết được ấy, khi mà bụi ở bên ngoài đã được đưa vào trong. Đấy, thì đây là cái điểm yếu đầu tiên của nó nhé. Tức là cái tính hoàn thiện của cái hệ thống chổi này rất là thấp. Chưa kể nhé, cái con mà có cái tầm giá khoảng 15-16 triệu như của Roborock là con S7 ấy, thì nó lại sử dụng một cái hệ thống chổi gọi là hệ thống chổi đa bề mặt. Chắc cái này chưa có nhiều người biết nhỉ. Chổi đa bề mặt thì cháu giới thiệu cho mọi người biết đi. iRobot. Đúng rồi, chổi đa bề mặt thì thứ nhất là nó sẽ có khả năng gì? Chống dưới tóc. Vâng. Thứ hai là chống dưới tóc cực kỳ tốt. Hai là độ trà sát nghiết xuống mặt sàn cực kỳ tốt. Đúng rồi, nó sẽ khác. Nó sẽ ưu việt hơn cái chổi lông này rất là nhiều. Tại vì trong cái video này thì mình lại không có cái con S7. Đấy. Con S7 thì nó là dòng cao cấp của Roborock. Nó là dòng cùng cái thời gian ra mắt với cái con này. Thì nó sử dụng cái cuộn chổi cao su đa bề mặt kép này. Tức là cái hiệu quả làm sạch nó sẽ hơn hẳn luôn. Đấy người ta gọi là làm sạch sâu. Chứ còn nếu chỉ hút không ấy, không giải quyết được cái vấn đề gì. Và cái này đấy thì đây chính là cái nhược điểm tiếp theo của nó. Đây mình sẽ nhìn sâu vào đây nhé. Cái hệ thống bàn chải này này, cho biết mục đích sinh ra của cái hệ thống bàn chải ở trên cái họng hút này để làm gì không? Chắc để nó làm sạch cái này. Chính xác. Vâng. Để nó làm sạch cái đấy. Thế sao con này không có? Cho thấy đa phần thì nó sẽ đều thiết kế được chân nhẵn như thế này. Tất cả các hãng đều nó trên chân nhẵn. Lý do chân nhẵn cho biết tại sao? Cho thấy cái này đấy. Chân nhẵn là để khi mà cái hệ thống cuộn hút này nó hoạt động ấy, nó có thể đưa bụi thẳng bên trong, thẳng vào trong theo cái thời gian thực, tức là tốc độ đưa của nó nhanh nhất. Còn như này thì nó vô tình nó làm cản trở cái lượng bụi đi vào. Thế này bụi đúng không? Đập bụi đấy, và như là cái khí hậu của mình là khí hậu gì nhỉ? Nhiệt đới, vâng, nóng ẩm. Thì bây giờ đất cát nó sẽ bị kết hết vào đây, nó đóng tạm vào đây. Như máy đấy, như con này có bị sao đâu. Đây, như này bị sao? Vì cái này nó chân bóng mà. Đúng không? Thì đây này nó hạn chế tiếp. Cho nên là khi đấy thì cái lực hút 4.000 PA ở cái chỗ này mình cứ coi như là nó là đúng nhé, thì theo cháu là nó có giá trị gì không? Nó chả có tác dụng gì. Chính xác. Đấy, thì điểm yếu nó sẽ nằm ở đấy. Thì riêng đấy là hệ thống hút, thì mình sẽ tiếp tục phân tích tiếp hệ thống hút luôn nhé. Hệ thống hút thì nó sẽ nằm ở cái hệ thống thoát khí nữa. Đây, bây giờ cháu sẽ tháo cái hộp bụi của nó ra. Cái này có vẻ là lại là một cái đặc sản tiếp nhỉ. Sao bụi rơi hết vào trong này này. Bao nhiêu đời này rồi mà Xiaomi nói chung tất cả dòng robot của Xiaomi, kể cả đến Roborock này cũng thế, đều không thể làm được một cái ngăn, một cái nắp để mà khi người ta sử dụng người ta nhấc lên chứ. Đấy, trước thì lại cho cháu xem. Con này là con đời sâu ấy là sâu rồi. Đời đây sâu. Bởi vì là đây con T5. Vâng. Sau con T5 có con T8, T9, T10 rồi lại xong còn X1. Tức là nó cách nhau 5 đời. Mà nó đây. Đây chẳng có cái gì hết. Và đây mọi người có thể nhìn thấy luôn này. Đây là một cái chi tiết rất là nhỏ thôi, nhưng mà nó thể hiện được cái sự cao cấp rồi. Hộp giác. Đấy. Trong phòng... nó sẽ chui vào trong cái khoang động cơ này và bo mạch, mà bây giờ mình còn chưa check được là trong này cái mức độ hoàn thiện nó như nào. Vâng. Nếu mà nó bị giò vào cái phần men ấy thì men sẽ chết.
thì nữa nhá. Đây. Cháu nghĩ là main của con đắt tiền này chắc nó cũng phải ra gì đấy. Phân tích tiếp nhỉ. Cái hệ thống lọc của con này là hệ thống lọc trực tiếp qua cái tấm lọc này. Tức là tấm lọc này sẽ đảm nhận phun bùi rồi. Nhìn này. Nó đảm nhận phun cái nhiệm vụ là giữ bụi và cho khí ra. Nhưng mà đây này nó khác hoàn toàn luôn. Nhìn đi. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái gì? Màng lọc lưới lọc thô. Đúng rồi, sẽ có một cái màng lọc vật lý trước. Sau đấy nhá, lại đến một cái màng lọc vật lý thứ hai. Cái màng lọc này để làm gì? Để cân bằng khí. Tức là khí nó sẽ không bị đưa trực tiếp vào mà nó sẽ làm cho cái tấm HEPA này được điều tiết khí. Thì khi đấy tấm lọc HEPA này nó sẽ làm được cái nhiệm vụ thoát khí một cách tốt nhất. Khác nhau hoàn toàn luôn. Và đấy cũng là lý do tại sao ấy, những con này nó hút sạch rất sạch nhưng tiếng ồn nó lại rất ít. Con này thì nghe nó như kiểu cái máy cầy rồi. Đây, bây giờ mình sẽ phân tích tiếp nhá. Đây, nó hơi bẩn tí. Cho nó ngược này. Ok. Đấy, thì vấn đề cái phần về phần hút đi. Phân tích tiếp về cái phần hút thì kể cả là hút vào trong này rồi nhé, thì cái động cơ nó không nằm ở trực tiếp ở cái chỗ này đâu. Đây, mà động cơ nó sẽ nằm ở đây. Đây, động cơ nó sẽ nằm ở cái vị trí này. Đấy. Thì nó sẽ có một cái cửa gọi là cửa khí vào và cửa khí ra. Thì đây nhá, như cái con này là nó sẽ dùng cái một cái tấm gọi là nó giống như cái tấm bọt biển này. Đấy. Nhưng mà nó tăng cái độ dày lên. Chẳng biết để làm gì không? Giảm độ ồn hay sao, đúng không ạ? Đúng rồi, để nó tiêu âm. Đấy, thì vấn đề là sau một thời gian nhá, cái chỗ này nó sẽ bị bít vít lại. Vâng. Và nó không thoát được khí ra. Lúc đấy lực hút 4000 PA không còn cái giá trị gì nữa. Ok, thế thì chốt lại nhá. Về phần hút ấy, coi như là nó chỉ là một con máy rẻ tiền thôi. Chính xác là như thế. Kể cả những thông số 4000 Pascal thì đúng rồi, thế thì bây giờ mình sẽ nghiên cứu đến cái phần lau của con này. Chúc bạn ra lắm. Để tạm đây. Nghiên cứu đến phần nau. Phần nau nó là cái phần gọi là nổi trội nhất của con này rồi. Lý do mà người tiêu dùng mua con này cũng chỉ vì cái nau. Thế thì bây giờ có một câu hơi thất vọng một tí. Hút không sạch rồi, lau không bao giờ sạch được. Khẳng định luôn. Cái này thì chú đã giải đáp cho rất là nhiều người tiêu dùng hiểu cái vấn đề này. Cũng như việc đây có một cái con máy của Arbot. Con này là con Z7. Còn trong có những con đời sau như cái góc kia tiêu con Z7 đúng không? Con này 14 triệu. 14 triệu là giá giảm tại thời điểm này nhé. Còn sau đấy thì chúng cũng sẽ không biết, hoặc là những con đời sau có thể giá nó sẽ cao hơn. Nhưng vấn đề quan trọng ấy là nó chỉ có mỗi hút không. Mỗi hút không thôi. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì là những hãng lớn ấy nó sẽ tập trung vào cái việc là làm tốt nhất một việc. Hàng người ta không một, còn không cho thông số là nói chung là bao nhiêu Pascal. Mình mua cái máy giặt đấy, cái máy giặt mà vừa giặt vừa sấy làm sao mà ngon bằng cái máy giặt riêng 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 nó chắc chắn trên đời này không bao giờ có cái gì mà chung của nó lại ngon hơn được. Thì đấy là lý do tại sao ấy. Đây, Arbot nó sẽ sinh ra một cái con lau nhà. Con lau nhà này nó sẽ đỉnh cao hơn là nhiều. Nó là ở một thế giới cực kỳ khác rồi. Tức là thằng này thì gọi thằng này bằng ông cụ tổ rồi. Chứ còn chú nghĩ là kể cả đến tầm X1 Omni này cũng vẫn phải gọi thằng này bằng gọi là bằng ông, bằng bác. Bác không thể đùa được. Nó dễ. Nó khác. Mình mua một con lau nhà riêng, một con hút bụi riêng. Số tiền nó lên đến khoảng tầm 30 triệu, hơn 30 triệu. Đúng không? Trong khi đấy mình mua một con kia nó chỉ khoảng tầm hơn 20 triệu thôi. Còn tiết kiệm hơn mình mua con này nó chỉ 15 triệu thôi. Nhưng mà cái mà mình nhận được ấy thì nó gần như là bằng 0+1. 0+1 là gì? 1 thì là con máy rẻ tiền. Còn 0 là mình chẳng được cộng cái gì cả. Có nghĩa là cái số tiền đấy mình nên mua con máy rẻ tiền. Đúng không? Nên mua con khoảng 5-7 triệu thôi. Mà có khi nó còn không bằng cái con này. Con này có 6 triệu. Ở thời điểm hiện tại nó 6 triệu thôi. Chất lượng nó tự tin nó hơn con này luôn. Thế nên mình mua con này để làm gì? Để nó tự giặt khăn đúng không? Nên là phân tích đến cái khả năng giặt khăn của nó. Đây, nhìn cái khăn nó bẩn này. Đối chất biết tại sao cái khăn này nó bẩn này. Thì quan trọng nhất là nó đã hút không sạch rồi. Chính xác thì nó sẽ bôi ra khăn. Quá bẩn. Mà khăn này cháu không biết là nó sấy có đảm bảo không, nhưng mà nó sấy thì sẽ khô. Nhưng vấn đề là nó không làm sạch được nên là vi khuẩn còn lại thì nó sẽ gây ra mùi hôi. Chính xác. Mà bây giờ lại không có cái đốc tự giặt rẻ của nó ở đây, cho nên là thôi phân tích bằng mồm vậy.
phân tích vòng một là như nào? Cái đốc đấy ấy, khi cái dạng khăn này nó không giặt được sạch ấy, thì nó sẽ để lại cặn. Đấy là lý do tại sao ấy, 10 người dùng con Remy W10 đấy thì sẽ có 9 người gặp các vấn đề liên quan đến việc tắc. Đó. Còn chưa tính đến cái hệ thống đây này, nhìn cái cao su của nó rất là kém hoàn thiện này. Nó rệu rạo như này, nó xuống màu này. Cái chất lượng ở trên cái con máy này nó build rất là kém. Thì nhá, có những cái chỗ nó rất là quan trọng, ví dụ như là cái két nước nhá, thì nó sẽ phải có cái gioăng. Vâng, đúng. Cái gioăng đấy sau khoảng hơn 1 năm ấy, nó bị lão hóa, nó bị mục đi ấy, thì lúc đấy nó sẽ bị hiện tượng hở và không hút lên được. Thì đấy là lý do mà sao mà nên hàng ngày chú cháu mình sửa chữa mấy con này rất hay gặp những cái ca bệnh như thế. Vâng. Thì cái đấy nói chung là đây là cái bệnh của những con rẻ tiền rồi. Nói thêm thì nó cũng chẳng có được cái gì cả. Còn bây giờ mình sẽ xem nhé. Cái con này cháu thấy nó có thiếu cái gì nhỉ? Nó không có cái bơm nước, hệ thống van nước hay sao, đúng không? Đúng rồi. À. Thì con như con như con mùa làm đi kia nhá. Nó khác biệt hoàn toàn luôn. Nó để lau sạch thì nó phải thấm thấu. Chứ không phải là đi lau. Đi lau là cái quá trình mà kéo bẩn từ chỗ này sang chỗ kia thôi. Còn lau ấy thì sẽ là thẩm thấu. Có nghĩa là cái vi khuẩn và cái bẩn ấy nó sẽ được thẩm thấu được vào trong khăn này. Nhưng mà cái sợi khăn này thì liệu có thẩm thấu được không? Cái sợi khăn đấy nó gọi là sợi khăn siêu đẻo nó ấy. Trông nó cứ giống giống cái khăn lau nhà. Cái khẩu khăn của mình đâu nhỉ? Sáng có con chị thì mua con X1 nên là chị đã lấy rồi. Cho mọi người xem cái khăn xịn sò nó phải như thế nào. Vâng. Bóc hộp một con mới ra luôn. Tức là do con này là cái con rẻ tiền. Không, 15 triệu không phải là rẻ. Ừ, nhưng bản chất nó là con rẻ tiền. Chất giá rẻ. Cho nên là cái chất lượng ấy, tất cả các cái thành phần ở trên này ấy, nó đều rẻ. Đây nhá. Thì cái khăn. Bây giờ đơn giản như mình so cái khăn này với con khăn của con Vivo X1 nó khác nhau hoàn toàn luôn. Thứ nhất là về mặt chất liệu nhé. Chất liệu này là chất liệu đan về mặt sợi. Vâng. Tức là trong một cái sợi này nó có nhiều cái sợi nhỏ, cấu tạo của nó bằng microfiber. Còn con này chỉ là vải thường thôi. Vải thường nó giống như cái khăn mặt của mình thôi. Vâng. Nó sử dụng cái chất liệu cotton bình thường. Đấy. Thì nó có cũng có cái sức thẩm thấu nhưng mà sức thẩm thấu của nó rất là thấp. Đấy, chủ yếu cái khăn này là để nó tránh bụi và nó hút bụi vào thôi, chứ còn cái khả năng thẩm thấu gần như không có. Đây nhìn hai khăn khác nhau hoàn toàn. Nữa nhá, là cái hạn chế của con rẻ tiền này. Nó sẽ khâu cái khăn vào cái trụ. Thế này thì là không thay được ạ? Không thay được, và khi mua cái con này nếu mà mua đồ xịn thì sẽ đắt. Đa phần đã khi mà mua con này là hầu hết người mua ấy, đặc điểm của người mua là người ham hố tính năng, tức là muốn bỏ tiền ít nhưng lại muốn hít hàng thơm. Thế thì khi mà thay cái phụ kiện của này nhá, sẽ thay phụ kiện fake. Lại lên Shopee mua. Yên tâm đi, lại lên trên Shopee săn sale rồi up mã giảm giá rồi mua mấy cái chổi lô chổi fake rồi, xong là về nó kêu kinh cạch xong rồi lại đi hỏi. Xong là lại đi sửa máy, xong lại hỏi. Đấy, thì cái phần lau gần như là gọi là phần bỏ đi của con này. Mà trong khi đấy, đầu tiên mình mua con này với mục đích là để lau cho sạch nữa. Để trải nghiệm tính năng. Đúng rồi. Tự động giặt rẻ trên một con. Nó giặt rẻ không sạch thì mình mang đi mình giặt rẻ thì còn nói chuyện gì nữa, đúng không? Không có cái bơm nước này, nó không bơm vào đây, cái khăn không ướt thì nó không thẩm thấu được. Còn đi mỗi một lần đi nó sẽ có một cái chất nước ở trong con máy. Vâng. Và nó sẽ cấp nước vào trong cái con máy đấy. Kể cả là đây nhé, so mấy cái sản phẩm cùng phân khúc là con Roborock S7 Max Vision Trang thì nó cũng có một cái can nước riêng và nó sẽ bơm nước vào cho cái hệ thống rẻ lau. Vâng. Nó khác hoàn toàn luôn. Còn đây mới là cái phần trên người này. Cái bánh xe này nó có cái tính có cái thiết kế chống trơn trượt rồi nhá. Vâng, nhưng mà nó chỉ là nhựa thôi. Nó không phải cao su. Thứ nhất là nó rất là cứng. Thứ hai nó không có độ đàn hồi. Nhìn cái độ gọi là độ êm, độ trơn tru của nó khác hẳn. Đây bây giờ mình xem cái bánh đây. Đơn giản như con này không phải là hàng flagship. Không phải là flagship của Ecovad. Nó đã đập chết con này. Cái đây là con T9 AV nhé. Chỉ là con này chỉ có 10 triệu thôi. Đấy. Nhìn cái hệ thống bánh này. Thứ nhất là chất liệu nó là chất liệu cao su. Vâng. Thứ hai là cái cấu trúc đàn hồi của nó ấy. Nó là một cái cấu trúc đàn hồi nhiều chiều. Thế con này nó chỉ khoét lỗ, gọi là khoét bình thường thôi. Khoét lỗ để tạo độ hở, độ dơ để nó dập vào đây. Nếu về cái hoàn thiện của nó thì gọi là siêu kém. Nói chung là nó là con rẻ tiền mà. Cũng không đòi hỏi được gì đâu. Đúng rồi, thôi coi như tóm lại là phần hút đã vứt đi rồi thì phần lau ấy vứt đi luôn, cho dù cái phần lau của nó có như nào đi nữa. Thì đây nhá, nhìn này. Anh camera cho nghe tiếng. Nghe cho anh em nghe tiếng. Kiểu giống máy cầy nhỉ. Nghe suốt cả ruột. Ở 15 triệu mà như này cũng khác gì cái máy cầy. Này hơi buồn nhỉ. Thì thực ra là mình
tại sao mà ngày xưa con này nó ra chú cháu mình không review nhỉ? Bởi vì lúc đấy review ai người ta tin đúng không? Tức là bây giờ phải cho mọi người dùng hết, xong bắt đầu mọi người mới thấm. Đấy, mới thấm được cái giá phải trả. Đấy, cái giá phải trả cho cái sự ham hố. Khi mà mình ham hố tính năng quá mức. Tóm lại là khi mà mình mua con robot hút bụi ấy, cái mà mình cần ấy là hút sạch. Đấy. Nếu mà bạn xác định mà bạn không có nhiều tiền ấy thì bạn sẽ chọn những cái con ấy ở cái mức vừa phải. Còn nếu mà mình có mức đầu tư cao ấy thì mình đầu tư hẳn những con flagship đi. Ví dụ như Roborock S7, Mavic Ultra hoặc là Tibor X1 Omni. Đúng không? Cái phần trước này. Ui, nó là con cắt giảm. Có nghĩa là nó sẽ thứ nhất cái ngon ăn của con robot ấy nó sẽ ở cái phần thân vỏ này. Nhìn này, nó ọp ẹp này. Nó như kiểu mấy cái đồ gì nhỉ? Nhựa gì nhỉ? Nhựa tiền phong, nhựa hòa pháp, nhựa gì? Mấy cái nhựa nó giống con robot đồ chơi xong năm của anh trai mang đến hay sao ấy. À đúng rồi, đấy nó như đồ chơi thôi. Thì xong đây nhá. Đây cái con này, con rẻ tiền. Tạm gọi là rẻ tiền đi nhưng mà nó sẽ đập chết con này là cái chắc. Nhìn cái hệ thống cảm biến này, nó phun toàn giải luôn. Con này cái đầu cuối luôn. Chả có gì. À, không, nó không cần gì, nó cũng có một cái mặt cảm biến đây rồi. Không, cái cảm biến phía trước thì bắt buộc con con 300.000 cũng có rồi. Nhưng mà vấn đề ở đây là những cái cảm biến để bảo vệ thân vỏ này. Đây là những cái cảm biến xung quanh này. Thì con này nó sẽ bị cạch vào trong các cái góc cạnh rất là nhiều. Đây để, nó có một cái cảm biến vách ngăn này. Để nhưng mà nó cắt giảm đi rồi bởi vì là cái âm ngon ăn ở chỗ là cái hệ thống cảm biến toàn giải này nó không có. Đấy, nó vấn đề là nó sẽ là ở đấy. Còn đây nó lại có một cái rẻ tiền nữa này. Nhìn cái cụm này. À. Cụm này nhá, thứ nhất nhá. Khi mà nhà bạn nào mà phải có gầm ấy, những cái gầm như kiểu gầm ghế, gầm sofa ấy, nó tầm 10 phân ấy, biết khi nó va nó cạch vào. Ừ, nghe xô ruột lắm. Đúng nghe, rồi, chú gõ này nghe đã nó ruột rồi. Nó không có cái giảm va chạm. Còn đây là nhìn này, nhìn nó có giảm va chạm. Con này nó có giảm va chạm, nó có một cái hệ thống nò xo để giảm lực, tức là nó sẽ triệt tiêu lực ở đây. Còn con này thì nó là chỉ hở tự nhiên thôi. Đấy. Và nữa thì đây là cái điểm chết người này. Nhìn đi. Bao nhiêu đời này rồi. Đúng. Bao nhiêu đời này. Vâng, để xem thằng anh của nó. Bên thằng anh của nó còn làm như này thì thằng em nó cũng thế thôi đúng không? Hàng đắt tiền còn thế này thì cái này thì không một người tiêu dùng nào hiểu. Rẻ tiền đòi hỏi là sao được? Khi mà mình muốn biết là cái này nó có quan trọng hay không ấy thì mình sẽ vào mình tìm ở trên YouTube nhé. Mình sẽ chỉ cho các bạn một mẹo hay đấy. Bạn sẽ vào YouTube bạn tìm cái từ khóa là LDS malfunction. Đấy thì nó sẽ ra rất là nhiều các cái lỗi của hai cái con này. Lỗi của những cái con này thì nó sẽ tập trung chủ yếu vào cái cụm này. Tại sao nó lỗi nhá? Bởi vì là cái cụm này thiết kế hở ấy là thứ nhất nó sẽ làm cho bụi phi vào đây. Với lại cái hộp rác này nhấc ra cái thì bụi đã rơi thẳng vào đây. Đây. Ví dụ nhấc ra. Thế là bụi rơi thẳng vào trong này, rơi cả vào trong này nữa. Thế thì khi một cái cụm này nó quay ấy, nó sẽ làm cho motor bị hãm lại. Hoặc là các bụi nó sẽ vào đấy. Con này nó vẫn hở nhưng nó khác nhé. Nó sẽ có một cái hệ thống nó đặt các cái con cảm biến để giữ lại. À. Tức là khi mà bị kẹt ấy, motor sẽ không cháy. Còn con này ấy, thì nó gọi là bệnh kinh niên rồi. Vâng. Đầu tiên ấy, cái cụm này sẽ bị chết con motor. Con motor là để cho cái cụm nó quay. Đấy. Thứ hai là cái mắt quăng này sẽ chết. Nguyên nhân rất là đơn giản thôi. Bụi mà nó vào này, với cả cái con này nó rẻ tiền ấy, thì cái build nó rất là kém. Kém thì thực ra bây giờ mình nói đây cũng chẳng ai hiểu được. Bởi vì hãng nó cắt là cắt bên trong. Đấy nhìn nhá, ví dụ như cái bánh này. Nó cắt là cắt bên trong này. Cái bánh này là cái chiều cạnh của nó đâu nhỉ? Đây. Đấy, bây giờ gắn cái chiều cạnh vào, xoay. Đây nó gọi là... Nó gọi là một vòng trái đất luôn. Luôn. Đứt rồi. Nó tạm như này để cho dễ hình dung nhỉ? Nó đẻo quá. Phải dùng một từ đấy. À đây. Ôi giời. Ôi giời. Thế này thì vất. Thế này thì thực ra là trẻ con sẽ không hiểu nhưng mà người lớn thì sẽ biết. Đây nhé, như thế này nhá. Ôi giời. Quay ngược quay xuôi nó cũng thế. Thế là như thế nào? Ôi giời. Cũng nghĩa là như thế nào? Cũng nghĩa là cái ống nước của nhà mình thông với ống nước của nhà hàng xóm. Cho nên là bây giờ mà cháu đi tắm thì nhà hàng xóm là sẽ nghỉ tắm thôi. Cháu hiểu không? Có nghĩa là như thế nào? Đây, bây giờ nhá. Cái động cơ này nó quay. Dạ. Thì nó làm quay cái động cơ này có nghĩa là như nào? Có nghĩa là có một thằng quản lý nó sẽ quản làm cái nhiệm vụ là ba thằng này. Ba luôn. Ui giời. Chết phát chết hết luôn. Buồn chết phát chết hết. Đúng rồi. Bây giờ hãng nó cắt là nó cắt ở bên trong chứ nó không bao giờ nó đi nó cắt ở bên ngoài.
tức là cắt những cái gì mà người tiêu dùng không thể nhìn được. Đúng rồi, sau đó đưa thêm những cái tính năng. Thế thì phải có thêm một cái video tháo yeah. tháo bên trong con này nhỉ. Đấy, hay thôi tranh thủ thời gian tháo thử tí xem. Chứ bây giờ thực ra là ông nào mà xem video của mình chắc cũng phải là ông gọi là vua chúa thời gian rồi. Cho nên là thôi năm nào có thời gian thì thử luôn, sợ gì tháo ra. Tháo ra để xem là cái mức độ hoàn thiện của mấy ông thánh này đến tầm nào. Pháp sư Trung Hoa. Pháp sư Trung Hoa. Bây giờ ví dụ như không phải là robot hút bụi mà là xe hơi đi. Bây giờ nếu mà thế thì bây giờ cả thế giới người ta mua mấy cái thương hiệu xe gọi là thuần Trung Quốc. Mình sẽ không nói đến những thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc nhé. Mình chỉ nói thuần Trung Quốc, ví dụ như là con Joyti này. Đấy, đấy mấy cái con đấy. Ui nguy hiểm quá. Đây bây giờ xem con pin 6400 mAh nhỉ. Vâng. Thì tóm lại là bây giờ nếu mà xem thông số thì người ta mua xe ô tô của Trung Quốc hết rồi, đang nói về xe hơi. Nhưng mà thế thì nó cũng hơi mang tính so sánh tham khảo thôi, chứ nó cũng không chính xác được. Thì nói tóm lại ấy, một con robot bụi có xịn hay không ấy, mình sẽ không thể lấy cái cấu hình ra để mình làm căn cứ để mình lựa chọn được. Đây, bây giờ nhìn ở bên trong này. Cái chi tiết này mới thể hiện cái độ cầu thả của nó nhé. Cái cầu thả là kiểu gì? Thực ra là ví dụ như những ông lớn như Apple đi, nó làm cái con chip M2 thì nó dán hai cái con chip M1 vào song song với nhau. Đúng không? Thì có thể gọi như thế là một cái kiểu thiết kế. Nhưng mà cái kiểu thiết kế này là cái kiểu thiết kế chắp vá nhất từ trước đến nay. Tức là pin, cứ tạm gọi là cái pin con này là dung lượng 6400 mAh, là pin dung lượng pin chuẩn đi, đúng không? Nhưng vấn đề ở đây là nó ghép hai cái quả pin này lại nhau thôi, chứ nó không phải quả pin nguyên khối. Và bản chất ấy, quả con pin này nó còn không có một cái bo mạch bảo vệ gì. Đấy nhá, nhìn cái những cái dòng pin này, nó sẽ có riêng một cái phần main bảo vệ ở đây. Đến một cái con pin rẻ tiền nó còn có. Con pin nào không có đúng không? Mình không đây, mang cho anh một cái quả pin nhỏ dài đây cho xem. Và mang thêm cái quả pin Roborock này. Thì thứ nhất là mình sẽ xem thông số nhé. Thông số của con này thì đúng như nhà sản xuất và đúng như Rimitech nó giới thiệu là 6.4 AH, tức là tương đương với 6400 mAh. Đấy. Còn capacity là cái dung lượng thực tế. Đấy, là 5.8 AH. Với dung lượng chắc này thì cũng là dung lượng quá kinh khủng rồi. Số 1 thế giới rồi. Nếu mà anh ấy đã là số 1 thì không ai là số 2, chắc chắn luôn. Còn có cả CE để xuất sang châu Âu được này. Ghê gớm thật. Bây giờ mình xem nhà sản xuất con pin này nhé. Xuất con pin này là đây, TWS. Thực ra là Limited. Cái hãng Twist Technology Limited này là cũng là một trong những nhà sản xuất pin danh tiếng thương hiệu Trung Quốc. Nhưng mà nếu mà xét về độ danh tiếng thì so với BD chẳng hạn thì nó sẽ không bằng rồi. Những con này nó sẽ sử dụng cell BD. Đấy, BD. Đấy. Đây EcoVadis này. Đấy, nó dùng BD. Đấy mới là hàng chuẩn, còn hàng này thì nếu mà các bạn tìm hiểu về thế giới pin nhá thì các bạn sẽ biết là BD là một cái nhà sản xuất, là một cái công ty tập đoàn rất là lớn ở Trung Quốc. Đây, ví dụ đơn giản như này thôi. Nhìn đây. Nhìn cái vết khuyết tật của nó chưa? Đây phân tích ở góc độ người dùng, nhưng mà thực ra anh em kỹ thuật không cần phải nhìn đấy cũng biết. Thì con này nó sẽ có một riêng một cái phần gọi là phần bo mạch để quản lý cái con pin này. Đấy. Còn con này thì do là cái mức hoàn thiện nó tốt, chứ thực ra nếu mà khi mình mở ra trong này nó cũng sẽ có riêng một cái bo mạch ở trong này. Còn cái con này thì nó có bo mạch chứ không phải không có. Nhưng mà cái chất lượng hoàn thiện của nó là gọi là siêu kém. Đây nó sẽ có một cái bo mạch ở đây. Bo mạch ở đây. Nhưng mà cái dây tín hiệu, cái đầu cáp bảo vệ nó sẽ khác hoàn toàn. Đấy, còn bây giờ mình sẽ xem tiếp bên trong này nhé. Bên trong này thì thực ra nó không đánh giá được. Con này bị lỗi gì nhỉ? Con này cảm lỗi cảm biến siêu âm này đúng không? Ừ. Nói siêu âm cho nó sang mồm thôi, chứ con này cái cảm biến này nó dùng một cái cảm biến thường thôi. Còn lý do nó tại sao nó hay lỗi thì thực ra là con cảm biến này là trên những con đời cũ. Trên những con đời cũ thì những cái dòng giá rẻ này nếu có cái tính năng đấy thì sẽ rất là hay bị lỗi. Đây là nhìn cái cảm biến này. Đây, để cho mọi người xem, cho mọi người sáng mắt ra. Cảm biến siêu âm nó phải như thế này. Nhìn nó xịn sò chưa? Đấy. Còn biết tại sao A4 nó đắt không? Mà nó lại có mỗi cái hút còn. Nhìn đây nhá. Thứ nhất ấy, mình còn chưa thèm nói đến hai cái cuộn hút ra bề mặt kép này.
cái sức trà nó sẽ khác. Hai cuộn nó sẽ hơn một cuộn. Thế là nhìn cái hệ thống này, thứ nhất ấy, nó có cái hệ thống gọi là cảm biến bụi bẩn. Còn tiếng gốc, nếu là tiếng gốc Anh ấy, thì nó sẽ là acoustic sensor. Acoustic sensor thì về bản chất nó sẽ sử dụng âm thanh. Tức là nó sẽ đếm được cái số lượng hạt bụi va chạm vào đây. Và nó sẽ gia tăng công suất lên. Cái này thì nếu mà bạn nào biết nhiều về các cái dòng hút bụi thì sẽ biết đến cái thương hiệu Dyson. Dyson thì bây giờ nó sẽ hiển thị luôn cả cái số lượng hạt bụi ở trên màn hình hiển thị luôn. Kinh khủng vậy. Nó kinh quá. Còn cái đây mới là cái kinh hơn này, nhìn này. Chính là nó là cái công nghệ AirFog. Thế mà công nhận cái thằng EcoVap nó cũng nhanh thật. Cái con T9 đâu nhỉ? Nó cũng học luôn. Nó học luôn cái công nghệ AirFog. Công nghệ AirFog là cái công nghệ gì thì bây giờ mình cho khán giả biết luôn nhỉ. Thực ra ấy, cái hạn chế của cái cuộn chổi có cái cuộn chổi cao su đan bề mặt này là gì? Là cái tiết diện tiếp xúc này nó rất là lớn, thì làm sao nó có áp suất ở đây, đúng không? Vâng. Thì như này, theo mô tả của hãng ấy, nó sẽ tạo ra một cái luồng khí đối lưu, tức là nó sẽ đi từ ngoài đi vào trong, hiện đại đi từ ngoài đi vào trong. Còn con này thì nó sẽ theo cái logic là hút trực tiếp. Đây là ví dụ những cái con có cái chổi trung tâm như này nhé, nó quét đến đâu hút đến đấy. Đúng rồi, nó sẽ hút trực tiếp, tức là nó sẽ dựa vào sức hút. Này, sức hút nó sẽ truyền tải đến bề mặt này. Bởi vì do cái mặt tiếp xúc này nó nhỏ mà. Vâng. Còn một cái mặt tiếp xúc lớn này thì làm sao mà được hút được? Bây giờ giống như là mình đi mình uống trà sữa ấy. Mình chơi cái ống hút bằng cái ống nước thì làm sao mà mình hút được? Đúng không? Phải chơi cái ống hút nhỏ. Đấy. Vừa bằng hạt trà sữa. Thì cái công nghệ AirFog này nó sẽ thể hiện sự khác biệt. Tức là như cái con Roborock S7 là cái dòng cao cấp của Xiaomi nhé. Vâng. Nó cũng có cái cuộn cao su nhưng nó không có cái công nghệ AirFog. Tức là cái sức hút lúc đấy sẽ là cái quan trọng. Và nếu mà cái máy nó phụ thuộc vào sức hút ấy, thì nó sẽ không thể làm sạch hiệu quả được. Bởi vì cái công nghệ hút ấy, nó sẽ quan trọng hơn. Đấy, cho nên là mình đã phân tích ở rất là nhiều các video rồi. Đây, nhìn cái sự khác biệt này. Đây. Nhìn đây. Đây là cái mấu chốt của vấn đề. Tại sao con iRobot nó lại làm sạch thế? Thì thứ nhất là nó cũng có một cái thiết kế gọi là thiết kế đáp ứng. Cái này theo như giới thiệu của iRobot ấy, nó sẽ là một cái thiết kế để nó có thể thích ứng với tất cả các loại bề mặt sàn. Tại sao nó thích ứng được? Thì bởi vì cái này nó di động, nó sẽ điều tiết theo cái bề mặt sàn. Ví dụ như là sàn của nhà mình ấy, là sàn gỗ, nó sẽ dùng một cái lực áp sát khác. Sàn gạch nó sẽ dùng một cái lực áp sát khác. Còn sàn thảm nó sẽ dùng một cái lực áp sát khác. Thì đấy chính là cái lý do tại sao nhá, con của iRobot được thị trường châu Âu và Bắc Mỹ rất là ưa chuộng, cực ưa chuộng luôn. Ừ. Đúng không? Tại sao? Bởi vì ở trên hai cái thị trường đấy thì chủ yếu sàn sẽ là sàn thảm hoặc là nuôi thú cưng, thì chỉ có cái hệ thống cuộn hút áp sát như này nó mới làm sạch được. Chứ con này mà chạy vào thảm thì thôi rồi. Thế mà hãng người ta vẫn tự tin. Bởi vì là người tiêu dùng Việt Nam sẽ không tìm hiểu kỹ, chỉ dựa vào quảng cáo thôi. Còn con này bây giờ mà tìm ở trên Amazon ấy, và xem mấy cái đánh giá 1 sao ấy, thì mình sẽ biết là con này sẽ không thể làm sạch cái sàn thảm. Vâng. Vấn đề nó sẽ là như thế. Nói chung là hút thì không sạch thì làm sao mà nó sạch được mà. Hai nữa là cái hệ thống này của nó này, đây nó được cố định này. Đây, cái này là quấy cố định. Đấy. Mà nó chỉ nó ăn chết góc ở đây thôi. Nó chỉ cong ở đây một tí được. Cho cảm tưởng nó cũng không có hệ thống đẩy xuống đâu. Nó có nhưng mà rất thấp. Và nếu mà nó đẩy nhiều quá thì cái chổi này sẽ bị gặp hiện tượng là ép lực. Nó sẽ không thể làm được. Còn hai nữa là cái này này, cái họng hút này, nó vẫn sử dụng một cái chất liệu rất là rẻ tiền. Nó không thể như cái dòng, kể cả như giá rẻ của EcoVac chẳng hạn, như con T5 này. À. Đấy, chú bảo cho mọi người đi. Đây. Cái chỗ này nó sẽ bị rách. Vâng. Nhưng đây là chất liệu cao su. Ừ. Đây, chất liệu cao su thì nó khác này. Nó sẽ có độ rất là co nhiều. Giãn đàn hồi. Có nghĩa là để nó rách được ấy, thì có đến đời con cháu. Còn cái này rách thì cũng do người sử dụng, nhưng cái này sẽ rách. Nhựa và silicone. Thì nó rách rồi, cẩn thận rách này, khách này bảo mình nằm rách thì xong. Chết. Đây thì cái này sẽ rách. Còn ông nào đang dùng con Dummy VK10 mà rách thì thôi cũng buồn. Chịu. Thay thì cục này thì chắc là cũng ối giời phết. Có đâu mà thay. Có mà thay thì chết. Mày. Thì ok nhỉ. Chắc là bây giờ mà nói tiếp nữa thì không ai có thời gian ngồi xem nữa rồi. Vâng. Thì tóm lại đi. Chốt đi. Chốt đi. Vâng. Chốt thứ nhất là mình sẽ dành riêng một video mở linh kiện bên trong con này phun hết để kiểm tra xem để là nó xem có cái tính hoàn thiện nó như nào nhỉ. Còn chính xác cắt cái gì. Sau video này nhá. Sau đấy, hứa luôn đấy. Hứa luôn. Ừ.
xong chốt đi. Chốt luôn. Có luôn thì thôi kết luận lại là thực ra nên mua hay không? Thực ra là 15 triệu ấy nó sẽ gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Tức là thứ nhất là người tiêu dùng sẽ bị hấp dẫn bởi những cái thông số siêu khủng 4.000 PA khủng khiếp. Và những quảng cáo nó quá nhiều, marketing nhiều. Bởi vì cái đội sale rồi marketing của những cái dòng máy này nó sẽ rất là đông. Đông như quân Nguyên. Thế chứng tỏ là đấy, tại sao iRobot nó ra chẳng đúng rồi, nó sẽ chiết khấu lớn. iRobot nó cũng cần gì quảng cáo đâu. Lại càng một vấn đề nữa là giá trị thực của con máy đấy nó chả đến tầm đấy được. Chính xác rồi, cho nên là cái khâu hậu mãi cũng sẽ không có luôn, chứ còn đòi gì nữa. Đấy, thế thì người tiêu dùng sẽ đem 15 triệu để so sánh với một con mà có tính năng giống thế. Ví dụ như so sánh với con B1X1 đi. Thế sẽ mua con này luôn. Tại sao mà cũng như thế mà đắt nhiều thế? Đúng rồi. Tóm lại là với 15 triệu bỏ ra thì các bạn đang bỏ một số tiền rất rất lớn để mua những cái công nghệ đi kèm. Tóm lại là để trong đốt tiền, để đốt tiền. Những cái công nghệ chính của con robot hút bụi là hút bụi và lau sàn thì nó làm cực kỳ tệ, và để đốt tiền và trả giá. Thực ra là đa phần những người tiêu dùng khi mà mua con robot hút bụi, nếu mà mua những con tầm này có khi là lần đầu tiên trong đời dùng con robot hút bụi. Cho nên là khi dùng nó ấy, nó kém hay là nó tốt hay là nó như nào đi nữa ấy, cũng không biết chính xác. Đúng rồi, ví dụ chỉ biết là nó lau không sạch đấy, hoặc là chỉ biết là nó hay hỏng, chứ còn cũng không bao giờ biết là trên đời này nó còn những con khác. Nó có một con mà chỉ cần 6 triệu nó gấp đôi con này, hoặc là những con chỉ cần mỗi đầu hút không mà nó có thể gấp vạn lần, nó gấp 20 lần này. 20 lần con này chắc chắn rồi. Tôi mong là cái video còn này sẽ đến những người đang tìm hiểu và chuẩn bị mua robot. Chính xác. Còn tất nhiên là ví dụ cũng là những người ham mua tính năng, nhưng mà như con X1 con đi nó lại khác, nó ở một thế giới rất là khác. Tất nhiên nó sẽ không thể hoàn hảo 100% được với một con có quá nhiều tính năng đấy. Thì cái video này thì cái thông điệp mà chú muốn nói thêm với người tiêu dùng ấy, là khi mà mình mua robot thì tính năng không phải là cái căn cứ, đúng rồi, để mình chọn chính xác. Mà khi mình mua thì mình phải tìm hiểu, chưa kể đến việc mua xong rồi bảo hành, rồi cái ông bán ông ấy mất chạy luôn, chạy mất dép luôn, kinh khủng. Thì bây giờ nó đang lãi rất là lớn thì con này mà với kinh nghiệm săn sale ngày đêm của chú nhá, vào Shopee áp giá mã giảm giá 1 triệu vào ấy thì bây giờ khéo còn 14 triệu. Đấy. 14 triệu thì đúng thật là không có đối thủ luôn. 14 triệu khéo chú còn mua đắt. Vậy thì hẹn mọi người ở một cái video bóc full máy cái này ra để kiểm tra về kết cấu và mức độ hoàn thiện bên trong. Nếu mà bóc ra mà nó cũng được thì sao? Bóc ra cũng được, thích bao nhiêu bán thì nói chung là nhìn cái vỏ này thì là biết rồi, chắc chắn sẽ bóc ra để mình xem những cái phần ví dụ như động cơ. Quan trọng là bóc ra xem máy này khách sử dụng trực tiếp và nó có gì. Đấy. Còn rõ ràng là đây là một cái video đánh giá mang một cái tính khác biệt hoàn toàn. Bởi vì bạn sẽ không thể tìm được đâu một cái video như này. Thứ nhất là đây là những kiến thức chuyên môn, kiến thức thực tế. Và không một review nào tự nhiên có thể nói về những kiến thức cho các bạn. Mình có dựa vào thông số của hãng, nhưng mà mình dựa vào đấy để mình đánh giá nó, chứ không phải mình dựa vào đấy để mình nói. Nó khác hoàn toàn luôn. Và cái cuối cùng là dựa vào cái thực tế, để từ đấy sẽ giúp cho các bạn có một cái lựa chọn nó chính xác nhất, nó không bị tốn tiền, nó không bị lãng phí tiền. Bây giờ con robot này nó như kiểu cái máy giặt, như kiểu cái nồi cơm điện, như kiểu cái bếp điện, nói chung là tất cả những đồ gia dụng của nhà mình thì con robot này nó cũng giống như thế. Tức là khi mình mua con robot này nhé, chú hỏi là bây giờ mình mua con robot này mình có bán được luôn không? Nếu mà mình phát hiện ra nó không tốt, đây là phải ông nào xem video của mình nhé. Còn nếu mà không xem video của mình, khéo cứ âm thầm dùng 5 năm là sao mà đúng không? Được. Chính xác, cho nên là cái quyết định nó rất là quan trọng. Có nghĩa là khi mà mình bỏ tiền là tiền của mình làm ra chứ không phải tiền của thằng khác đâu. Mà bây giờ mình lại đi xem mấy cái review, xem thế thì vào hãng xem cho nó nhanh, đúng không? Xem ấy nó phải có cái đánh giá, gọi là đánh giá dựa vào sự hiểu biết. Cái quan ốc này ốc nhựa. Không, con ốc này nó làm cũng tốt đấy. Nó là con ốc gọi là nhôm. À, nhôm phủ. Ừ, phủ nhôm vào. Tức là sờ nó sẽ rất là nhẹ, ở trong là nói thép. Công nghệ đấy, không đùa đâu. Nó làm thì cũng cẩn thận, nhưng mà thôi, thế thôi nhé. Chắc là... Hẹn anh em ở video sau nhé. Hẹn anh em ở video sau, người hứa với anh em là sẽ bóc từng chi tiết một ra và sẽ làm một cái video khoảng tầm 3 tiếng cho anh em tha hồ xem. Cho những anh em đam mê công nghệ,
thật sự sẽ ngồi để nghiên cứu xem là mọi cháu tiền không? Chào mọi người cái cho nó lịch sự cái nhỉ. Vâng. Mọi người đăng ký kênh ở đằng nào nhỉ? Đăng ký kênh ở đằng này nhé. Ừ. Cho một like và một sub nhỉ.